Giờ Nhi với Quyên sẽ gói chả giò cả nhà. Ai nãy em chưa chiếc bột luôn á. Trời ơi, đẹp gái rồi. Nè. Thì tháng 7 là mấy con tổ chức cái bóng chay này là hợp lệ rồi. Dạ cả nhà, trở lại với đề tiếp theo của gia đình mình nha. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay Nhi được nghỉ làm cả nhà, cho nên là hôm nay mình sẽ làm món chay đi ha. Hôm nay ăn mặn với cũng ngán rồi. Với lại nay cũng là tháng 7 cả nhà. Món chay cho nó thanh đạm nhẹ nhàng đi ha. Rồi nên hôm nay là Nhi sẽ làm hai món chay nha. Thứ nhất là cái món hủ tiếu xào chay ha. Rồi thứ hai là món chả giò chay. Nãy em phân loại làm hai hai nguyên liệu riêng quá. Đúng rồi. Ừ. Thì hôm nay mình làm hai món cho nên là mình làm theo kiểu là nhanh gọn lẹ đi ha. Nên là cái chả giò chay thì nó hơi thiếu chút là thiếu độ xanh đó. Bên đây là phần nguyên liệu chả giò chay phải không? Chả giò chay hôm nay có khoai môn nè, cà rốt, củ sắn, rồi nấm đông cô, nấm mèo, này bánh rế đang hồi mình cuốn chả giò ha. Rồi có đậu hũ non nè, đậu hũ non này là để hồi mình làm chả giò chay. Còn đậu hũ vàng là để hồi mình xào hủ tiếu. Rồi bên đây thì có hủ tiếu xào là có mấy bịch hủ tiếu nè ha, hủ tiếu khô nè. Một ba bịch luôn hả Nhi? Khô đúng rồi. Đây là cải thìa, rồi dưa leo, đậu que, cà rốt, nấm rơm, rồi đậu hũ vàng ha. Thôi cả nhà. Làm hai món cho nên làm theo kiểu cũng đơn giản nhanh gọn lẹ thôi. Mà em thấy vậy cũng chuẩn bị cũng đầy đủ lắm rồi chứ. Em thấy này nó hơi thiếu là đậu xanh với bắp đó. Em thấy có người làm vậy đó. Mà em chuẩn bị hơn như đây thôi. Chả giò hả? Đúng rồi. Thiếu đậu xanh ha. Rồi, thì giờ mình làm gì trước đây? Giờ em chắc làm theo từng món á. Giờ làm xử lý mấy cái rau củ quả này nè. Gọt. Rồi hồi mình sẽ làm nguyên liệu nhân, dạ. Phần nhân trước ha. Hai món này là quay quay chứ cũng lâu lắm em. Giờ bắt tay làm thôi. Để em gọt hai củ một lượt luôn. Này cà rốt em sử dụng cho hai món rồi. Món này đậu củ tiếu xào cũng cần mà chả giò cũng cần nữa. Gọt hai củ một lượt. Wow, củ khoai môn quá trời bự luôn nè. Xài hết nha. Em thấy cái phần này chắc bỏ nè. Chắc em lấy hết đi, tại vì hôm nay mình không có độ xanh nữa cho nên chắc làm hết quá. Giờ mình cho nấm mèo ra thang để ngâm cả nhà ơi. Cái phần nấm mèo này ngâm dắt rồi cho nó kỹ nha. Chứ nó hôi á. Nấm mèo lỏng, nấm này nấm đông cô. Đông cô bên. Này, nấm mèo nè. Nấm mèo này sáng anh thấy người ta bán có loại đen nữa. Mà anh mua loại trắng. Nhìn cho nó sạch. Phần này em tưởng bỏ. Cái phần khoai môn này em tưởng là bỏ mà nó cũng có khoai nè. Em tưởng là cái này cái đầu của nó cuốn chứ. Có tận dụng được không? Thôi mình gọt vô. Cũng có khoai nè. Em tưởng đâu vậy có cuốn không chứ. Nhưng hồi mình sắc hay là mình luộc hay là sao? Cái này là mình bào sợi hồi mình chiên, chiên sơ á. Món bữa nay là Nhi làm đạo diễn nha cả nhà. Mình là không có biết. Mà thật sự đó giờ em cũng chưa làm chả giò chay nha. Em có làm hủ tiếu xào chay thì em có làm. Mà chả giò chay em chưa làm. Em cũng mới học à. Để em làm thử coi ngon không. Nay là tháng 7 âm lịch cả nhà. Tháng 7 là tháng cũng không có được may mắn á. Xui cho nên là thôi ăn chay đi cho xả xui bớt đi. Quan niệm ấy mà. Lại lo lo ăn chay cho thanh đạm chứ thịt cá hoài cũng hơi bị ngán. Cho nước vô đi ngâm. Ủa mình ngâm nước lạnh hay nước nóng vậy? Nước lạnh bình thường nha. Tại vì mình còn làm nước lạnh lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ em sẽ cắt nhỏ với lại chẻ mấy cái phần cải này nè. Chứ để bự không được em. Tại vì hủ tiếu xào á, mình chẻ mỏng ra nó sẽ ngon hơn á. À. Cái rau củ này nè, như hồi như lem cũng cắt dài dài mỏng nè, người đâu quen cũng chẻ nữa. Cho nó theo cộng hủ tiếu cho nó ngon. Có phụ gì không anh phụ cho? Rồi anh bào cho em mấy cái củ bên kia đi. Củ gì? Cái này nè. Khoai môn với củ cải đỏ với sắn. Bào sợi phải không? Đúng rồi. Cái khoai môn họ bào biết riêng em khoai môn đó. Cái đỏ sắn đi chung được. Gió mát quá anh. Chắc không biết có chuyển mưa không anh? Chuyển mưa hồi mưa qua mưa quá chừng. Nay như bão nè. Nay mới có mưa nữa. Khoai môn nè. Trời ơi khoai môn cứng dữ. Cứng quá nha. Hút tâm dễ, hút tâm nhiều. Có ngoài nó sẽ kiểu. Giờ Nhi sắc đồ hũ. Em cũng sắc sợi sợi luôn. Rất là sợi mà mình chiên lại nữa rồi mới xào. Nói về xào thì hay là em trộn. Em làm hết nguyên liệu xong mà em trộn. Rất xào quá hả? Xào á. Thấy ngoài chợ người ta bán cách trộn không? Chỉ mưa quá trời rồi nha. Mưa tới nè. Làm cái hũ vô là vô cả. Ờ, cả nhà coi này gió nè. Này chắc tí nữa mưa cả nhà. Chuyển đang thui hết. Rồi vậy là nãy giờ tụi mình đã chuẩn bị xong hết rồi cả nhà. Mấy cái rau củ đã sắc nhỏ rồi nè. Giờ Nhi sẽ Minh Nhi đang sắc cái phần nấm mèo. Được xong luôn anh. Nữa là xong rồi. Nãy đang sắc quả trời mưa chạy vô. Lây quay có nhiêu đây mà lâu ghê cả nhà. Sắc cái này lâu còn nóng lên chắc nhanh. Xong rồi làm gì? Cái em đi xào xào nhân á. Xào nhân vô khoai môn mình chiên. Mình trộn nhân luôn, mình cuốn chả giò. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xào cái phần nhân nha. Xào mấy cái nấm với lại rau củ mình. Nhi sẽ cho dầu ăn vô chảo. Xào gì trước nè? Dạ, dạ em sẽ cháy hành. Cái này là hành ba rô nha cả nhà. Hành ba rô cháy nên nó thơm á, làm mì chay thơm á. Cháy cho thơm ha. Dạ, nấm. Nấm mà nấm cô. Rồi cái phần hành ba rô mình nó đã thơm rồi, vàng rồi, mình sẽ cho cái nồi nấm đi nha. Nấm đông cô với lại nấm mèo sắc nhĩ nè. Nấm nhiều quá ta. Nhiều thiệt ha. Nhưng bữa nay cái bụng nhiều ạ. Thơm quá em. Cái nấm này mà xào vậy mùi thơm gì nè. Giờ Nhi sẽ cho đường vào. Tiếp theo là bột ngọt. Đây là hạt nêm nè. Cuối cùng là muối. Sẽ xào phần rau luôn nha. Cái phần củ cải, cà rốt với lại sắn nè. Thơm lắm. Rồi nãy mình quên cái phần đậu hũ non nè cả nhà. Giờ mình sẽ bóc đậu hũ non mình vô xào luôn nha. Xào chung với cái phần rau củ luôn. Bóp cho nó nát nát ha. Ta bóp nhuyễn luôn. Bóp nhuyễn vậy nè. À. Mà nó đậu hũ non nó dễ lắm. À. Nát hết trơn, chuyện coi luôn. Xào cho thấm gia vị luôn. Thơm. Cho vô, xào chung luôn. Giờ em chiên khoai môn nha. Chiên cho nó săn cái khoai môn này. Chiên khoai môn này là phải dầu nóng ha. Đúng rồi. Mình chiên sơ hay là mình chiên vàng luôn? Chiên cho nó cứng cứng, còn khoai môn là được rồi. Không chiên vàng đâu. Cái khoai môn mình nó cứng cứng vậy được nè cả nhà. Nó cứng cứng nè, không cần phải vàng đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn cái phần nhân nha. Cái nhân, nhân chả giò nãy mình sẽ xào rồi nè. Cái phần này mình xào nha. Nhờ trộn lại em. Đúng rồi. Trộn hồi mình bóp cái phần khoai này luôn hả? Mình trộn khoai với lại cái này luôn. Luôn. Khoai nãy giòn lắm nha. Anh chiên mới là sao giòn không? Đợt đầu anh chiên không giòn không chứ anh chiên mới là sao giòn. Không mà cũng không cần giòn đâu. Đợt đầu hơi trắng nè.
đợi đợt sau dầu nóng rồi á. Ừ. Con muối nè, đường ha, rồi bột ngọt, hạt nêm với lại tiêu ha. Tại vì cái phần khoai môn nãy nó chưa có gia vị. Con chén này sao giống chén nước mắm vậy? Cái đó là dầu mè nè. Hết hả? Hết này dầu mè nè. Dầu mè cho thơm. Chọn vô. Tại vì nó giòn mà anh khỏi cần bóp nó cũng nát luôn. Nó giòn rồi nè. Ừ, cái phần khoai nó giòn lắm nè. Anh tổng cộng lên hỏi nó cũng nát nát luôn. Tại vì hồi mình chả giòn mình còn chiên nữa đâu, cần chiên vàng lắm đâu. Giòn mình còn chiên nữa. Nhưng chính vậy anh nghĩ hồi chiên chả giòn cũng dễ. Nha, nó cũng mau. Cái phần da nó giòn là ok. Mình chiên cái phần bánh ghế nó dần vàng là được rồi ha. Nhưng của mình đã chín hết rồi. Rồi giờ mình sẽ chiên đậu hũ. Đậu hũ giờ nó vàng rồi đó ta nha. Giờ cắt cho. Giờ Nhi với Quyên sẽ gói chả giò cả nhà. Sao? Được không? Cái này anh thấy là nhân cũng vừa thôi nha. Nhưng mà nhiều quá nó ngán á. Một muỗng luôn hả? Vậy là mình sang lắm luôn á. Ngoài chợ làm ít thôi mà. Ê, nhớ đợt đó mình làm cái gì ta? Làm cái gì mà cũng như bánh bao, cái gì vậy nhưng không phải. Bánh thánh. Bánh thánh. Cũng hai anh em cũng ham nhưng nhiều, để nhiều. Nhiều ăn cũng nhán gì đâu. Nãy nãy em có quậy chén bột năng. Chị mà mình trát cái gốc còn cho nó dính lắm. Dễ dính đúng không? Mà em có biết dính không? Hàng hồi hai chị em cuốn đi anh chiên cho. Dạ. Anh chiên đồ hũ xong chưa? Xong rồi. Trời đất ơi, cái mâm nhân lộn cái thau nhân nè. Nhiều lắm nhưng cả nhà. Này làm cái đám giỗ gì sức á. Quá trời quá. Thêm miếng nhạt ít rồi. Lần đầu tiên hai chị em mình cười quá ha. Không sao, gói hồi chiên lên cứng nhất à. Gói cuốn này nhỏ nè, cuốn này nhỏ nè. Cuốn này ngon gọn. Ngon gọn thì ngon á, ăn được nhiều cuốn. Đúng rồi, nhưng mà hơi hao bánh ghế. Mỗi tại nhân của mình nhân của mình nhiều quá. Mỗi bọc chắc cũng chừng 30 cái nha. Thì ốm nè. Ừ, cỡ 30 cái thôi. Ốm. Trời ơi, đẹp gái chưa? Cái này nó bị gắt. Đó tại lỗi kỹ thuật. Cả nhà thông cảm nha, đầu tiên hai chị em làm á, làm không được đẹp cả nhà ơi. Dính không được đều hôn đúng không? Nguyên gói nè. Trời, dữ đó. Dính chưa? Cuốn lại. Wow, cái này đẹp đó Quyên. Này. Sau bao lần thử thì bây giờ mình đã bắt đầu làm thiệt nha mọi người. Đẹp vậy. Dán này lại. Đưa anh dễ. Giờ mình sẽ vô chiên cái phần chả giò này trước nha cả nhà. Quyên với Nhi thì ngoài đây sẽ gói. Bây giờ mình sẽ chiên chả giò. Dầu nóng rồi. Ui. Đầu bếp nhà mấy sao vậy? Chết luôn. Sao tè lè vậy trời? Nó chưa có kịp ấy mà anh mở ra rồi. Trời ơi. Để cho em một cái rồi mà như vậy đó. Cô không phải là dễ chiên đâu nghe. Cái này cũng cần kỹ thuật lắm đó. Đầu tiên mình chiên cái nhà ơi. Nên không có được đẹp. Cứ chiên giữa này lên, lát chuẩn bị vàng rồi mình tăng lên mình nhấp nha. Vậy là dầu sôi nó sẽ dễ bùng. Dầu sôi là nó nở giống như làm phồng tôm luôn á. Quá là giòn luôn cả nhà. Rất là giòn. Nè cái này vàng thấy không? Anh để cho nó vàng xong anh bật nó lớn nha. Anh cho ra dầu rồi anh gấp ra. Cái
cái đó vàng đó. Giờ Nhi sẽ trụng bún cả nhà. Cái này là bún khô nè. Nội cái phần chả giò không là nãy giờ mình làm cũng mấy tiếng đồng hồ mới xong nè cả nhà. Lâu quá lâu luôn á. Giờ mình trụng đi để cho nó nở em. Trụng hủ tiếu xong rồi để cái gỗ như thế này cho nó ráo nước. Cái hủ tiếu nãy mình trụng xong rồi, giờ mình sẽ ướp một chút gia vị cho nó thấm nha. Đằng hồi mình xào cho nó thấm á. Trong đây có đường nữa ha, bột ngọt, rồi hạt nêm, muối, là tiêu ha. Mình cho vô nó luôn. Ướp cho nó thấm. Với lại có một chút dầu nữa cả nhà. Cho cái con hủ tiếu mình nó bóng bóng. Mình thấy hủ tiếu cũng nhiều lắm á nhỉ. Đúng rồi. Rau cũng nhiều nữa. Rồi phải lấy cái chảo bự chiên xào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xào hủ tiếu nha. Xào tiên tế nó hành là cái thơm chút. Bữa nay sử dụng cái chảo bự luôn đó nha. Xào hủ tiếu chảo rộng rãi cho nhà. Rồi cái hành nó thơm mình cho nấm vô luôn nha. Dưa leo với cái cải cỏ vô tiếp, cỏ vô tiếp. Bạn hai cái này lâu chín rồi mới chưa? Mình còn dưa leo với cải thìa. Giờ mình sẽ cho vô một miếng đường, bột ngọt, hạt nêm, cuối cùng là muối. Giờ như sẽ cho cái thìa vô. Cuối cùng là dưa leo. Đấy. Cho dưa leo vô nữa là mình xào hết cái phần rau củ phải không ạ? Đúng rồi. Còn để hủ tiếu nữa xong rồi đó. Thơm quá. Bây giờ cái phần rau củ nó cũng đã chín rồi đó nha. Mình nhờ anh Tân anh xào hủ tiếu giùm mình tại vì chảo quá bự đi. Ủa này là bún mà xào hủ tiếu à? Cái này là bún khô anh. Mình kêu hủ tiếu đi. Hủ tiếu xào đi. Dạ. Cái hủ tiếu xào quen. Nó bự quá, bởi em xào không sợ á, nặng tay quá. Em xào nêm đi. Gia vị rồi xong hết rồi chỉ cần đảo vỏ điệu thôi. Nãy có chắc nước bớt đó nha, rau củ ra nước nhiều quá chắc nước bớt rồi. Chứ mình để hồi hủ tiếu nó nhão á. Cho nó hỏi nha. Một cái chảo siêu to không đâu. Đậu hũ nãy em cũng đã ướp sơ sơ rồi. Nó bự luôn rồi. Đủ gia vị rồi. Cái chảo tiếp không lò luôn ha. Trời đất ơi, nó bự kìa. Nhắc nó tiêu luôn. Xong. Bây giờ cho bún ra. Nhiều quá Nhi ơi. Nhiều quá. Kệ, anh đi dành ăn tới tối luôn anh ơi. Tối hoặc mai đói là bụng ăn thêm. Chả giò. Rồi vậy là hai cái món chay của tụi mình cũng đã làm xong rồi cả nhà. Từ sáng giờ mấy giờ? Từ sáng giờ. Giờ là bún xào với chả giò hả? Dạ. Chả giò chay. Nhìn thì cũng hấp dẫn ha. Dạ. Bữa nay chay ăn bữa chay. Rồi. Dạ. Hôm nay thì tháng 7 là mấy con tổ chức cái món chay này là hợp lệ rồi. Dạ. Thôi bây giờ vậy nè, để cái vừa gái cũng cái bà nội cũng ăn chay thì thôi giờ là cũng xin mời các bà nội coi ha. Hôm nay nào có thì cũng tham gia vô với dĩa này nó mẻ rồi đấy con. Cho lấy dĩa này cho nội đi. Để này cho mời bà nội về ăn nha con. Mời ăn chung với mình tại vì cái tháng 7 á. Tại vì thường á bà nội rất là thích ăn cái hủ tiếu xào cái nhà. Món chay á. Chay á. Đúng là tháng 7 là cũng tháng chay đi. Dù làm báo hiếu nữa. Dạ. Thì các con mà để tổ chức những làm rồi những món chay này rồi mình ăn này. Này là mình tưởng nhớ. Thôi rồi con chế miếng nước tương để cho bà nội nè. Bà nội không ăn cay được nha quý. Rồi đỡ mời bà nội vậy đó. Rồi. Cả nhà dùng đi cả nhà ơi. Rồi thì mình mời cả nhà ăn chung với gia đình nha. Bà nội về dùng cho gia đình nha. Đói quá rồi cả nhà. Chứ nước tương lên. Mời bà nội ăn luôn bà nội ơi.
Rồi, mày nói con mày nè, tụi con mày nói. Rồi, mà cả nhà mình ăn luôn. Úp úp, đây con múc. Trời ơi, cái mâm hủ tiếu là rất là nhiều nha. Quá nhiều luôn á. Nhưng mà cả nhà ăn nó bụng hết trơn á, nên là chắc ăn cũng. Bé Sâm cũng thích cái này nữa nè chị. Bé Sâm cũng thích ăn hủ tiếu chay á. Trời ơi, lỏng thông. Làm hai món này mà từ sáng tới 3 giờ. Để trả thử cái món này coi. Tôi biết sao, cái giò chiên nó sớm á, cái nó hơi mềm. Thôi, mời cả nhà nha. Để, dùng cái giò. Út ơi, cái giò là Út tự gấp nha. Út gấp đi. Rồi, bây giờ dùng cái giò thôi. Mời cả nhà. Cảm ơn nè. Nên múc cho nhà. Thử cái giò coi. Dạ. Úc ăn đi Úc. Ngọt. Lòng chày cũng ngon ha. Thanh đạm dễ ăn. Món ăn thanh là sát sát luôn á. Ăn cho em nhiều chưa? Chị hai làm thế là đói cái nhờ. Hai đói à, đói quá đói à. Đói mà nói em bé đạp quá chừng đạp luôn. Đạp á? Đòi ăn luôn, kêu mẹ ăn á. Bé kêu mẹ ăn á. Rồi, rồi mời cả nhà dùng nha. Ủa? Ủa cha? Ê, cái cha. Ủa? Quên cha hả? Cha, quên. Xin lỗi. Xin lỗi cha. Thiệt tình. Rồi mời cha, mời mọi người, mời gia đình nha. Chắc là nãy anh nghĩ cái dĩa đó của bà nội, anh nghĩ cha gấp rồi. Sao rồi, anh quên. Thử cha nãy giờ cha gấp rồi. Quên. Anh đã chân đi rồi. Rồi, mời cả nhà. Cha ăn miếng nước tương lên. Xin lỗi mọi người nha. Mời mọi người ăn hỏi trứng nha. Dạ. Ngon quá chị ơi. Cái cọng bún này nó dai dai. Rồi, nó không gung, có bở. Thấy không? Đói rồi hả? Cái tay gung gung luôn á. Sáng giờ em ăn được ổ mì. Ổ mì thịt. Cái rồi sáng là đi chợ về lúc 7 giờ cả nhà. Rồi 8 giờ bắt đầu là làm luôn á. Làm tới giờ là nhiêu? Giờ 3 giờ mấy à? 3 giờ rưỡi. 3 rưỡi. Nó đơn sơ rồi. Dạ. Nó cầu kỳ hết á. Còn nào con phải cuốn rồi. Dạ. Ừ, cái da dĩa rồi nhưng rồi cuốn. Thôi giờ mời cả nhà mình luôn nha. Cái này là có thời gian nhất rồi. Con này cũng vậy nè. Con cũng mệt mình đó. Tại khác ba cái nấm đồng cơ á. Nấm đồng cơ, nấm mèo á. Nấm mèo, thấy không? Cũng như nó không có khó làm nhưng mà nó cần thời gian á. Tỉ mỉ. Nhiều nguyên liệu. Ngon quá. Bún xào ngon. Những món này nó cực nhất cái nhân hả? Dạ. Đúng rồi. Cô chấp nhận nha. Nhưng mà nhanh á. Mà bị cái số lượng nhiều quá. Bún nhiều quá. Mà trả cũng hơi khó quá nha. Trả giò nó nhiều lắm á cha. Còn dưới á. Bên lên dưới đó. Tụi con gói 120 cuốn luôn mà. Ừ. Hơn nóng giỏ. Rồi. Gói này sao? Trả giò nè. Hết bánh với hết hết nhân luôn, vừa đủ luôn. Vừa đủ tiếng. Này ngon quá hả? Cọng này ngon ghê. Có những khi mà mình mua ở chợ á, cái cọng hủ tiếu nó bở á. Người ta trụng lâu hoặc là người ta để lâu hay sao? Sao cái này chị trụng nước ấm à, chứ chị không trụng nước sôi. Nước ấm cho nó còn độ dẻo á. Nhưng mà xào thì nó hơi cực nha. Tại nó dẻo nó quấn nhau nó hơi cực. Hồi lúc mà em ngâm nước á, anh nói là sao? Ủa sao em muốn ngâm cho chín cọng hủ tiếu luôn. Mà như nói để em còn xào nữa cả nhà, lên bếp còn xào nữa. Chứ mà trụng nó chín rồi, hồi lên xào cái nó nhão. Trời nó nát hả? Dễ nát. Ngon. Cái tám bể này cũng là mà nhiều người ăn tương lắm. Dạ. Có người ăn tương như một tám luôn á. Dạ. Lâu mình tổ chức nhiều người tám bể mình ăn cũng là điều tốt. Thì mình cũng như mình với ai tốt, mình cũng gốc đầu Phật á. Dạ. Ở đó mình ăn cũng được, có lọc máu, có lọc để cho nó. Này lần đầu tiên tụi con làm mình trái giò chay này chứ. Nó tới em, nhưng chào để mình, chào thấy có để mình cái đậu bún á. Bún hả chứ? Mấy con có để đậu que. Dạ, dạ, đậu bún hay đậu que cũng ngon lắm. Cái này có đậu que giòn ha. Đậu que nó giòn giòn, nó súp đậu que nó cũng giòn giòn ngọt ngọt. Mà anh cũng thích ăn bún xào, hủ tiếu xào gì đó. Mà cộng nó gì nè. Dài dài nha. Nó được cái nở quá. Dài dài.
ngọt quá, ăn không ngon. Mềm. Dễ. Ok. Ăn được không? Được. Hôm nay làm món chay mà mọi người ăn ngon hết cũng mừng ha. Ừ. Chị ăn này không? Ngon lắm, ngon chứ bánh ghế không? Đem lắm. Cảm ơn cô. Bánh ghế này chiên nó trắng trắng chứ nó không có vàng cả nhà. Nè, cái nhân của bánh ghế làm ngon nè. Nhưng mà tụi mình chiên thì nó không được vàng lắm nhưng người khác chiên. Bữa nay là chị Lãnh, chị Lãnh làm đầu bếp gia vị rồi á, ướp gia vị á. Anh hai cương phụ mấy con sống nó có đầy nó, nó vậy đó cũng giòn rồi, nhưng bánh ghế vậy cũng giòn rồi chứ thấy vàng nữa hả? Không thấy người ta chiên còn vàng nữa chứ. Cái của mình ngoài giòn nhưng mà nó chưa vàng lắm. Để vàng ở trong nó khép. Mà nó ăn chân cũng lửa nhỏ. Kỳ mất. Ăn chân dễ ăn cái khỏe người cái nha. Sáng giờ mặt ghê. Ủa bà đồ nãy vô không dọc nói gì chưa? Không. Con thấy được không? Được. Ô cũng phải hộp tiếu xào nè. Còn thằng đi chợ cái nha. Ô phải gửi mình mua hộp tiếu xào chút. Nhưng mà ngoài chợ á, em thấy người ta cũng ngon mà em không chịu cái là nó hơi ngọt á. Gia vị người ta đem hơi ngọt, đúng không? Mà nó tương cũng ngọt lắm. Hộp tiếu xào chứ đừng ai có anh hai nói ngon chứ. Hồi nãy ăn sao thấy ghé ăn đi chứ sợ không hết rồi không? Quá. Bữa nay nhiều, hủ tiếu là nãy là 2 bịch. 2 bịch cho 1 ký quá. Sao bạn 2 múc ăn dễ nha. Ngon quá, dễ là dữ ba. Đây. Nó ăn hay dễ đó. Gấp thêm đi cha, này gấp thêm. Rồi, được rồi. Ngon lắm. Nãy Quyền có ăn bánh bánh ấy chưa? Chả giò mà bánh ghế chưa? Rồi. Để em đi lấy thêm miếng chấm nha. Lấy thêm miếng ớt tương bên này. Úp thêm múc. Không. Thêm nước rồi. Ngon quá rồi. Rồi, cho chạm miếng nước chấm luôn rồi. Miếng chấm cũng ngon luôn. Chị nói chung này ngon toàn tập. Nhưng mà hơi mệt chút. Anh hơi mệt chứ ăn không thấy ngon lắm nè. Dùm nó có 2 món về nó đơn giản nhưng mà nó cầu kỳ. Cha nghe nói là làm buổi sáng giờ cho hết hôm đúng không? Như vậy con dạy con chừng là làm khi làm mấy con mới xin nghỉ ở công ty. Dạ con khi nào 9 tháng con mới xin nghỉ cha. Sớm à. Cần với ngày ấy luôn. Thôi, mấy người sớm là nghỉ ngơi được chứ rồi chuẩn bị được chứ. Đi coi tập hình sơn. Đợt trước cũng vậy á, đợt trước con xanh con sinh trước hình như tuần hay 2 tuần gì đó mà nghỉ xong có 3 ngày cái xanh luôn. Vậy là chị hai là sức khỏe tốt á. Kệ xin nghỉ trễ thì cái mốt mình vô làm trễ chứ con mình thời gian lâu lâu cái này nó quy định là sao con? Là Mỹ mình xin trước tháng được đó cha, tại ai mà như sức khỏe yếu lắm ai gì đó muốn nghỉ sớm nước tháng được đó. Con thì gần tới ngày xanh cũng xin cũng được. Miễn xin trước ngày vô xanh là được hả? Nhưng mà mình nghỉ trong vòng 6 tháng trong vòng một trước sau thì cũng là trong vòng 6 tháng đúng không? Nếu là con nghỉ trễ nữa con ở nhà nó hơi lâu chút gì nhà đúng rồi. Con nghỉ sớm thì vô sớm. Cái chị muốn là nghỉ trễ á để ở chơi ở với con lâu hơn á, chăm bé thời gian chăm bé lâu hơn. Dạ đúng rồi. Chứ mà em nghĩ chị cũng ráng á, tại vì cuối hai kỳ em thấy mọi người ai cũng mệt mà chị cũng vậy thôi, mà tại chị hay ráng để đi làm. Bởi em cũng coi sức khỏe làm sao. Nhưng mà chị phải coi sao. Muốn dưỡng hay là mệt mới mình nghỉ sớm. Làm cũng không có lao động nặng á.
tới lui cho nó phơi quả dễ đẹp dễ xanh. Mình suy nghĩ vậy đó. Tại làm cũng ngồi văn phòng với trời lâu tới lui chứ không muốn làm gì nặng nữa nha. Không làm việc nặng á. Nó không làm nha, có đi vận động ha. Dạ. Tới lui lấy cái tờ rồi đó. Rồi mà máy tính chứ không có làm gì nặng. Còn như mấy nhiều công việc lao động nặng nhọc rồi đó. Tiếp xúc quá chốc rồi đó, phải nghỉ sớm. Anh hưởng em bé à. Đúng rồi. Chứ mình mệt đó. Bữa rồi cũng lâu rồi anh hai chở cho hai đi làm. Tại vì chị hai em bé bầu lớn rồi đó. Anh hai chở chị hai đi làm. Và đi đường xe cộ cũng ghê quá nha. Lúc mình kể mình đâu kể. Cũng sợ. Có nhiều lần chạy theo cái mấy người ẩu ta băng qua mình làm không kịp á. Tao tay không kịp. Như người bình thường hay là lắc được nhưng mà bầu bì á thấy vướng díu đâu có làm kịp đâu, thao tác chậm á. Trời không an toàn, nó anh hai chở đi luôn. Vậy em chịu á. Hồi lúc mà chị bầu nhỏ em có nói anh hai rồi. Cái anh hai nó ok. Chứ anh hai lúc lần trước cũng vậy á. Lần bé Sâm á. Bé Sâm thì ngoại. Đúng không? Rồi lần trước anh hai đi làm á. Rồi lần rồi anh hai nghỉ làm. Đi làm thì anh hai đúng giờ mới được về. Còn chị thì sớm 3 rưỡi á. Nên là cha chị ước giùm. Rồi về cho anh mình cũng mới dưỡng xong cả nhà. Hôm nay tổ chức nấu món chay ăn thấy ngon cả nhà. Có hai món đơn giản mà ngon ghê. Nhất là món hủ tiếu xào nha. Ăn thấy ngon mà đúng cái món khoái khẩu của anh đó. Dạ. Món anh thích mà. Em biết anh thích mà, như bởi em học làm món hủ tiếu xào này. Thật sự rất là nhiều cả nhà. Nhưng mà gia đình mình cũng ăn cũng ăn cũng bộn chứ. Quên ba dĩa. Chạy phải ăn nhiều chứ. Ba hai. Đúng rồi em. Úp hai lâu lâu mình nó ăn thịt, nó cá ăn riết mỡ này nó nó cũng ngán. Dạ dạ. Bữa nay qua lâu mình tổ chức được cái món chay đó. Dạ. Ăn cũng tốt được sức khỏe mình. Dạ. Thanh đạm cái này. Ăn nhẹ nhàng á, dễ tiêu nữa. Ngon. Hôm nay ăn cũng được không? Đúng không? Dạ. Dạ. Ai kết thúc xong rồi là cài thêm không? Làm thêm dễ nữa. Làm thêm dễ nữa. Rồi thì video của gia đình mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Rồi cả nhà đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Có thời gian thì làm thử hai món này nha cả nhà. Rồi giờ thì gia đình mình bye cả nhà. Bye bye. Bye.